Chào mọi người nhé. Đây là dãy hoa này, sau khi mưa này, đây là dãy hoa hướng dương này mọi người. Đó. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua hạt giống hoa hướng dương này, hạt giống hoa hướng dương lùn này, cao tháp thì cứ inbox cho em nha. Còn đây là dãy hoa hồng này. Nắng quá. Đỏ chót luôn. Có nhiều hoa quá nên bây giờ phải xuống kéo cắt bớt mọi người. Ôi, cái dây tai phone. Nắng quá. Hoa chi chít. Dãy hoa này gọi là hoa hồng leo tường vi mọi người nhé. Anh chị em nào mà muốn sở hữu một cái dàn hoa hồng leo tường vi này thì inbox cho Bate nhà vườn, địa chỉ tại nội thôn Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội mọi người nhé. Số điện thoại là 0374 886 977. Và đây là những cái hình ảnh mà hoa dàn hoa hồng leo tường vi được trồng tại tại đường ấy, làm cho cái khu vực đường trở nên đáng yêu hơn và giúp cho mọi người có động lực đi tập thể dục buổi sáng nhiều hơn. Nhưng mà do là mấy hôm nay trời mưa nhiều quá và hoa nở rất là nhiều nên bây giờ em phải xuống kéo bớt. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Một chùm hoa rất là rất 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 nhiều hoa luôn.